Dâu dâu dâu, ba con sầu, chào mừng năm sau anh em quay trở lại cùng MBG trong xây bình luận PK lên server. Và đây là BF Gunvy đến từ server Taiwan. Chúng ta sẽ cùng đến với Super Mode của server Taiwan anh em nhé. Đừng quên 3 khung giờ ngày chúng ta, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Cái gì anh em nhở? Ngoài ra anh em yêu quý thì hãy like và subscribe kênh DM YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cao ép, luôn được cập nhật đăng tải update thường xuyên thế này. Rất mong sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho em Minzy với cả hai kênh Đông Mà Gaming và Đông Mà YouTube anh em nhé. Bây giờ thì cũng đến với game đấu đầu tiên này anh em ạ. Cái gì nhỉ? Wow, Mythic Mian Kula Wheat ngon thật sự anh em ạ. Nhưng ở giữa Mian nó giữa ai đánh trước lấy Mian bắt buộc mình phải lấy một tanh một đam anh em nhé. Lấy Kula Mian đánh cho Wheat cũng khóc anh em. Mình phải lấy Kula với cả Mythic anh em nhé, lấy một hiệu ứng và một đam. Không lấy đam không được, không lấy đam thì không giết được con Mian này. Nếu mà mình lấy hai con này để nó hai đam thì mình cũng khổ. Mẹ Mian thừa sức chơi được Wheat rồi anh em nhé. Anh em cho tôi nhắn tin vài phát gõ gõ nha, không anh em lại bảo nọ kia. Súng này này à, cái gì nhở? Ô, không lấy cả Wheat luôn. Trời ạ, đối thủ nhường chiến thắng cho mình à? Thế thì mình xin thôi. Đối thủ nhường chiến thắng cho mình thì mình xin thôi, đúng không? Đối thủ lại dâng chiến thắng cho mình hay là AFK anh em nhỉ? Mình không biết nữa, nhưng mà có lẽ chiến thắng là dành cho mình rồi. Auto rồi anh em, đúng không? Auto nó có chiến thắng này. Chạy đâu khỏi chiến thắng này anh em nhỉ? Nhiều lúc nghĩ chạy đâu khỏi chiến thắng này bây giờ. Chạy đâu khỏi chiến thắng về bây giờ. Nó AFK rồi anh em ạ. Nó AFK rồi anh em ạ. Nói chung là chiến thắng nó ở như thế mình nhường mẹ nó cho nó con này. Mình không để ý nó pick con kia anh em ạ. Mình không để ý nó pick con karate, không mình nhường cho nó con robot để cho nó chiến anh em nhá. Rồi để Mythic lên tanh cho nó ngầu. Chán sống rồi Mian. Hai võ mà võ như là Mian đấy thì chưa bao giờ nha. Mian này thì chịu nào được anh em. Mian này chịu nào được anh em. Thế này thì chịu làm sao được. AFK, đối thủ AFK nhỉ. Thế
AFK rồi. AFSKK rồi. AFSKK rồi. Đóng băng trong nó ủa, không kịp đóng băng nữa. Và đấy phải chính xác gọi là cú quạ là kill đến từ vị trí của Kula đấy anh em đúng không? Sắt đào 4 mạng liên tiếp đến từ Kula luôn trong nhịp vừa rồi. Cùng đến game đấu tiếp theo nào. Game đấu tiếp theo đây anh em ơi. Game đấu đầu tiên chúng ta có một cái chiến thắng nó dễ dàng trước một đối thủ AFK. Game này mẹ Isla hay Undercut nhờ thôi vẫn anh tôi. Vẫn anh tôi. Anh tôi vẫn uy tín, chắc là lấy Yuri để con Ken lại cho mình cũng được. Ôi ôi, thằng này là khôn quá mẹ. Thằng này đánh như này thì khôn quá. Này đánh cái này thì khôn quá. Hai tanh kia thì khoai cho mình nhờ. Đi tôi vào sau rồi. Anh tôi vào sau rồi. Xin con nào. Anh tôi, chị tôi vào sau hết. Anh tôi, chị tôi vào sau hết. May là không phải sờ mắc đấy, sờ mắc thì con Ken nó phản lại khóc hương dứt. Sờ mắc thì con Ken nó phản lại khóc hương dứt luôn anh em. Đã đến lúc anh tôi phải báo rồi. Anh tôi phải báo rồi. Thấm vào đầu. Thấm vào đầu. これにしよう。あ、なってきた。え、なんかちょっと。ま、じゃあ、とめ。これ。始めましょう。この力。ユーゾーギャ。超の。無理かよ。はい。 một quả khiêu khích, một quả choáng quá ấm. Choáng phát thì mình khỏi phản luôn. Đã đến lúc nói lên câu dã từ. Mày ai là ngày tành trầu quá. Đủ đam sốc nó không. Đội
khó chịu quá. Đội quân sư. Lưu công đi. Ổn chế đi đi. Không xin nhê gì luôn, để sợ thật. Đội quân sư. Ôi, thua rồi. Đây vị trí của ai. Mày hay tánh nhỉ, bất lực quá nhỉ. Quá nó tỉnh, nó dùng không dùng hai chữ tích đi. Không chống được rồi. Quân sư. Không chống được rồi. Mãn phục sợ ra. Chúng ta là những người đã đi 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 đi. Chạy ra. Thua rồi, ăn được cắt hết rồi. Ôi, vậy hả, hai con tanh bựa quá. Anh tôi không chống được. Anh tôi Yuri non quá. Yuri non quá anh em ạ. Vào nốt kèo rồi nghỉ thôi. Mãn phục sợ ra. Yuri non quá. Yuri này yếu nhỉ. Yuri này vừa không có nốt, không có gì. Yuri chỉ mạnh như sờ mắc thôi nhỉ. Còn cái này thì non quá. Bom. Cũng đến game đấu tiếp theo rồi anh em ơi. Game này thì không trụ được rồi. Game này thì không trụ được rồi. Trang béo của sao 117. Mentakun at Rugo. Đấy, vẫn phải lấy át tình yêu ạ. Đối thủ quýt mất.
Căng thẳng thế vậy, kèo vậy ơi. Toàn tướng mới là đối thủ lại quýt mất thế. Robot của sao 160. Quýt sinh dồ Mentacool. Ngủ à, giấc ngủ ngàn thu à. Rồi, vẫn là Midic. Giấc ngủ ngàn thu. Giấc ngủ ngàn thu. Khó nhỉ, đạp phát cũng hết hơi. Đạp phát thì cũng hết hơi nhỉ. Phát thì cũng hết hơi. Nó đạp phát thì cũng rất ngủ ngàn thu luôn anh em. Chó nó biết đâu mới là giấc ngủ thật sự nhá. Mày sắp ngất đến nơi đấy mẹ tao cu nữa. Vì mày ngất ngửa người ta tưởng mày sắp ngất đến nơi đấy. Thấy mày ngất ngửa lắm rồi đấy mẹ tao cu nữa. Thấy mày ngất ngửa lắm rồi đấy. Thấy mày ngất ngửa lắm rồi mẹ tao cu nữa. Khả năng là mày sắp ngất rồi đấy. Khả năng là mày sắp ngất rồi đây. Mày sắp ngất rồi, mẹ ta cu rồi. Ôi ôi, ngon chứ nhở. Ngất cho em. Ngất hộ anh lại. Ngủ à, ai ngủ trước. Này thì Mentacool cho chúng tôi này. Nào, xem ai ngủ trước. Ôi giời ơi. Mẹ Midic nó vã luôn mẹ mày. Đi ngủ luôn thì quá uy tín. Rồi thật là còn ai uy tín hơn Midic ở cái đất này nữa. Uy tín thật sự luôn. Uy tín thật sự đến từ uy tín của Midic này. Ôi trời ơi, để đến quýt à? Midic kiện luôn nha. Ôi trời ơi, Midic đánh cái này thì ai chống người nha. À, con này có nội tại giải bại huyết đã hay phết nhỉ. Quá khó để chống lại một Midic đang ở thời kỳ phong độ đỉnh cao như thế này. Chống sao nổi nhất định từ thời phong độ đỉnh cao này nha. Một cao đi một chó. Mây Em nằm đi phía sau cho nó nhanh nữa nhỉ. Có đây nha. Ochi đây. Chống thế nào là một Midic đỉnh cao như thế này nha. Kinh quá. Mình
Có đây rồi, có con hàng được đằng sau đây rồi nha. Ui lại còn khiêu khích nữa thì thôi. À nó à không giải được khiêu khích à? Ô mình tưởng gì nhở? Mình tưởng quýt là giải tất cả mọi thể loại nhở? Mẹ ơi, mình không giải được khiêu khích của mít ấy kìa. Thế thì thôi, xác định rồi. Xác định rồi bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi hãy đến với mít x của chúng tôi. Bạn nào chất lượng quả đấy nhá. Và quả nào nó cứ gọi chất con mẹ mình lượng quả đấy nhá anh em nhá. Uy tín đâu? Quá uy tín luôn. Chờ phát nước thì nó khóc ròng anh ạ. Đúng không? Chờ khích cho nó phát nước thì nó khóc ròng. Độ này từ mít địch. À, có tê liệt à. Có tê liệt này. Mít địch cũng giải ra mà anh ạ. 20 điểm. Chưa thấm vào đầu, nó phải rơi tầm khoảng 50 điểm rồi nó mới thấm rồi nhỉ. Nó phải 50 điểm rồi nó mới thấm được. Uy tín quá nhỉ. Quá uy tín rồi. Có phản lại nhưng bị khiêu khích không phản lại được. Không giải được khiêu khích của Midic. Nào, đùa. Đùa với chị đâu. Chị ở phiên bản nào cũng khỏe nhá. JV khỏe nhá. JV khỏe gấp đôi nhá. Ví của JV nó khỏe gấp đôi, gấp ba nhá. Chứ gấp 1 là hơi ít. Gấp 1 là hơi ít. Khỏe được tăng ra khỏe đi. Tích được cái số ít của nó khỏe vãi. Tích nội tại như này nói luôn ra tích được nội tại. Mời như vòng hèn tập cu ba trận mình đi bộ luôn nhỉ. Chính là nó để con quýt lên trên để meta cu đằng sau. Không chịu nổi áp lực rồi và đối thủ đã quýt rồi. Và clip này mình cũng xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nhé. See you then và thank you.